Sáng sớm hôm nay tại khu nhà xưởng sản xuất của công ty Scavi tại khu công nghiệp Phong Điền, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên, cột khói bốc cao hàng chục mét. Khu vực nhà xưởng xảy ra cháy có diện tích khoảng 1,2 ha. Tại đây có các thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc sản xuất quần áo các loại. Sau hơn 5 tiếng dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người. Trưa nay, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại cánh rừng keo tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Rất may lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 10 phút hôm nay, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Khu vực rừng bị cháy là khu vực rừng keo và tràm của người dân. 16 cán bộ chiến sĩ được điều động cùng 2 xe chữa cháy và các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt dọn thực bì gây cháy lan. Trước qua, bà BTB sinh năm 1958 và anh TMH sinh năm 1972 là hàng xóm ở xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng sau khi ăn côn trùng lạ. Bà B sau đó đã tử vong do nội tạng bị phá hủy, còn anh H hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Theo lời kể của người trong gia đình, trước đó vào ngày 11 tháng 6, bà Bình có nhờ anh Huệ, người cùng xóm đến để cắt tỉa cây giới và sửa lại cánh cổng. Anh Huệ có bắt mấy con côn trùng cánh cứng, cánh bọ màu đen, có sọc vàng trên lưng, trên luống trồng cây đậu tằm và rang lên ăn. Thời điểm này, hai người không có biểu hiện gì bất thường. Đến gần trưa ngày 12 tháng 6, bà Bình tiếp tục bắt côn trùng số lượng nhiều hơn và mời anh Huệ sang ăn. Tuy nhiên sau đó, cả hai có biểu hiện ngộ độc, đi ngoài và nôn ra máu. Chạy lấn làn vi phạm luật giao thông đường bộ, thế nhưng khi bị tài xế xe đối diện nhắc nhở, tài xế xe khách Hoa Mai lại hổ báo chạy đến đòi đánh người. Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, tài xế xe khách Hoa Mai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch Hoa Mai, địa chỉ thành phố Vũng Tàu, điều khiển ô tô 16 chỗ đi lấn làn. Sau khi bị tài xế xe đưa đón học sinh chạy đúng làn đường nhắc nhở, thì tài xế này mở cửa xuống xe, lao đến đòi đánh. Sau sự việc, lãnh đạo phía công ty của lái xe khách đã xác nhận sự việc. Tài xế đã bị đình chỉ để chờ đưa ra phương án xử lý. Công an thành phố Vũng Tàu cũng đã vào cuộc xác minh, tiến hành triệu tập tài xế này đến làm việc để xử lý lỗi vi phạm giao thông. Đêm qua tại thành phố Bắc Ninh, một chiếc mô tô chạy với tốc độ cao đã tông mạnh vào xe máy đang qua đường, khiến 5 người thương vong. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút hôm qua gần khu công nghiệp Quế Võ 2. Chiếc mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao đã tông mạnh vào xe máy biển số Sơn La đang qua đường, khiến người điều khiển văng ra xa và va vào một xe máy khác trên đường. Cả ba chiếc xe đều bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ trải dài trên mặt quốc lộ 18. Ba người mất tại chỗ, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, nhiều hộ dân chiếm dụng lòng lề đường để phơi rơm rạ thóc lúa, thậm chí quây màn để ngủ đêm trên đường quốc lộ để trông nom, bất chấp nguy cơ về tai nạn giao thông. Các hộ nông dân tận dụng lòng đường để phơi thóc 24/24 giờ. Đêm xuống, người dân huyện Thanh Oai thu gom thóc lúa được phơi nắng, chất thành từng đồng lớn phủ bạt ngay dưới lòng đường. Để phòng trộm cắp, người dân đã quây màn ngủ lại ngay trên phần đường dành cho các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông để trông nom. Thậm chí có người còn mang giường xếp ra nằm cạnh thóc lúa. Theo quy định của pháp luật, hành vi phơi thóc lúa rơm rạ trên đường bộ bị nghiêm cấm. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước việc nhiều phụ huynh xôn xao giá sách giáo khoa có giá 1 triệu đồng trên một bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị số 643, yêu cầu không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Giám đốc Sở, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc gìn giữ bảo quản sách giáo khoa, không viết vẽ vào sách giáo khoa, để sách giáo khoa sử dụng lại được lâu bền. Nghiêm cấm việc vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua sách ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà sản xuất kịp thời in ấn phát hành sách giáo khoa, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng sách, báo cáo Bộ về kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản. Thầy trò huấn luyện viên Gong Kyun đã chấm dứt cuộc phiêu lưu ở giải U23 châu Á năm 2022 sau trận thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2 tại tứ kết vào đêm qua. Chia sẻ sau trận đấu, ông Gong tiết lộ không còn giải đấu nào với U23 Việt Nam
Và điều này đồng nghĩa với việc ông không còn tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Nguyên nhân do VFF chỉ ký hợp đồng 1 năm với huấn luyện viên Gom Okun bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 khi giao cho ông làm trợ lý của huấn luyện viên Lee Jong-il dự giải mời Dubai Cup. Tiếp đó, ông Gom tham gia huấn luyện U23 Việt Nam từ sau SEA Games 31, tham dự hai giải đấu U23 châu Á và ASEAN. Ông Gom vừa có 17 ngày gắn bó gần gũi với các tuyển thủ trẻ Việt Nam và sớm nói lời chia tay sau vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, ASEAN dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2022 bị hủy do Trung Quốc còn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên từ chối đăng cai. Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ chiều nay. Giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới. Riêng xăng RON 95 vượt mốc 32.000 đồng trên 1 lít. Đây là đợt tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 12 của mặt hàng này trong nửa đầu năm 2022. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng 1 lít. Giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 800 đồng 1 lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng 1 lít và xăng RON 95 là 32.370 đồng 1 lít. Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh, 2.490 đồng đến 2.630 đồng 1 lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 29.020 đồng 1 lít, dầu hỏa là 27.830 đồng 1 kg, còn dầu mazut giảm về 20.350 đồng 1 kg. Từ tháng 5 đến tháng 7, các nhiếp ảnh gia lại tìm về đảo Hòn Khô thuộc làng chài Nhân Hải, Quy Nhơn, Bình Định để săn rong mơ. Rong mơ tạo nên khung cảnh đẹp như cánh đồng vàng dưới mặt biển xanh trong. Mặt khác, rong mơ cũng là nguồn thu nhập thời vụ của ngư dân nơi đây. Bức ảnh chụp mùa rong mơ năm 2021 đã đem lại nhiều giải thưởng quốc tế cho nhiếp ảnh gia 29 tuổi Đặng Văn Hải sống tại Phù Cát, Bình Định. Rong mơ là món quà thiên nhiên ưu đãi cho Quy Nhơn. Những hình ảnh ấn tượng vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng bản tin số 18 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào và hẹn gặp lại.